Mấy anh dài đang có nhu cầu cần mô hình hồng online giá rẻ hoàn toàn tự động thì hãy lên ngay shop 7sao.com. Shop 7sao.com đang giảm giá tất cả các dịch vụ bán vàng X3K7, hoàn toàn các dịch vụ đang giảm giá cực sốc. Anh em hãy lên ngay shop 7sao.com để trải nghiệm những dịch vụ vòng quay nhá. Nếu như các bạn đã cần tiền mà chưa biết bán nick ở đâu thì hãy lên ngay shopthumua.com. Shopthumua.com hỗ trợ đầy đủ các tính năng uy tín, an toàn, chất lượng. Shop thu mua nick giá tốt. Anh em còn chờ chờ gì nữa, hãy lên ngay shopthumua.com đi nào. Yo, hello xin mọi người và chào mừng mọi người lại quay trở lại với channel của mình nhá. Và đến hẹn lại lên mọi người ơi, hôm nay là ngày 19 này, chủ nhật này. Và lại đến cái chủ nhật ý thì mình lại lên trên shop 7 sao để mình quay cho mọi người. Tại vì là cũng nhờ anh em muốn mình quay kiểu như là tham khảo xem là cái ra Doom nào ngon, cái thử vận may nào ngon dành đến cho các mọi người. Rồi các mọi người cùng quay để có thể là đem đến những cái gì tốt nhất để cho mọi người ấy. Đấy thì hôm nay ý, đây thì chắc bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người một chút đã. Thì hiện tại ý, giá vàng đang khuyến mãi cực hot X4K luôn mọi người ạ. Tuần trước là X3K8 ấy, hôm nay lên tận 4K rồi nha mọi người. 1.000 mọi người có thể mua 4 triệu vàng và 10.000 mọi người có thể mua được 40 triệu vàng. Hiện tại máy đang có 7 server nha anh em. Có 7 server bán ngọc thì là X6.7. 100K thì mọi người có thể là mua được đó. Ở đây sau này chắc các server khác đang hết ngọc anh em ạ. Mọi người có thể mua được là 100K, mọi người có thể mua được 670 ngọc nha anh em. Đấy rất là rẻ luôn ấy. Và có rất nhiều các dịch vụ khác. Hiện tại thì nick thì đang giảm giá là 30%, tri ân anh em được nghỉ hè các thứ luôn anh em ạ. Đấy thì nói chung là anh em có thể vào cái phần điểm danh ở đây này để nhận quà nhá. Nó có phần điểm danh ở dưới này anh em. Đây này, điểm danh nhận quà này này. Đó. Đây anh em dưới. Nói chung là anh em cứ tìm hiểu ở chỗ này này. Đấy nó có mấy cái dấu điểm danh nhận quà các thứ này thì em có thể vào đây để nhận quà nhá. Rất là đơn giản thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tìm một cái vòng quay nào đấy thích hợp với mình thích thì hôm nay thì mình cũng chưa có nghĩ là mình sẽ phải nên quay cái nào cả anh em ạ. Để mình xem là mình quay cái nào rồi thì hôm nay mình sẽ quay cái khác nhá. Chứ quay một mã một cái động chán anh em ạ. Đây để mình xem là cái nào đó mình chưa quay nhá anh em. Tại vì cái shop ở sau này nó quá uy tín và quá quen thuộc với mình rồi. Nên là mình quay hơi nhiều một chút rồi ấy. Chắc là hôm nay mình sẽ quay cái đâu nhỉ? Chẳng có cái nào mới nhỉ? Shop 7 sao hiện tại đang cập nhật mấy cái mới này này mà chưa đây, mấy cái ở trên đầu này đây. Mới này mình muốn quay lắm nhưng mà chưa ra anh em ạ, chưa ra mắt anh em ạ. Thế nó mới bực mình cơ. Vòng quay cực xịn này, vòng quay vàng này. Mình vừa thấy cái vòng quay bông tai đâu nhỉ? Quý cả quay nick 50 tỷ cơ kiểu ấy anh em. Đây, mình thấy cái này là vòng quay may mắn này, 700 có 700 năm mấy quang xịn này thì mình mới quay này anh em ạ. Nó hiển thị cái chữ có 700 năm mấy quang xịn này đây. Chúng một ui rồi chúng một bộ ngọc vàng 1 sao này ngày hôm nay luôn này, 9 giờ này, ui 9 giờ này, từ 9 giờ anh em quay nhiều thế, toàn nick 50 tỷ ngọc vàng 1 sao này. Hôm nay không biết là có may mắn hay không đây anh em ơi, mình tìm từ nãy đến giờ mới thấy đây anh em ạ. Đây đây đây, để xem nào. Nhưng mà cái này nó 20k một lượt, cái phần trăm ra nó có nhiều không nhỉ anh em nhỉ, cái phần trăm trúng nó có nhiều không ấy, sợ nó lại không trúng, nó không phải trăm trúng mình nó không nhiều ấy. Để mình thử xem cái này nha anh em. Ok này, 600 mấy nick VIP thôi, quay cái này thì bông tai này, nick 50 tỷ sức mạnh, nick hủy diệt 2 tỷ vàng này. Ok, quay đi, cứ quay đi ạ. Mình có 200k mà. Chúng mua ta. Ôi dồi ôi, chúng luôn bông tai rồi anh em ạ. What the fuck? Chúng bông tai Burata hoặc 1.000 ngọc xanh. Bạn ấn vào nick đã trúng rồi chụp mã giao dịch, sau đó gửi qua fanpage để giao dịch. À ok, hiện tại thì đấy 20k anh em ạ. Tại vì là đây này anh em thấy chưa, trúng một ngọc vàng 1 sao này, trúng nick ngẫu nhiên này. Tại vì cái vòng quay này trúng, nói chung là vòng quay này nó toàn trúng thôi anh em ạ. Chắc là cái bông tai nó là cái giá trị bé nhất rồi sao ấy nhỉ. Nên kiểu cái bông tai nó cũng không có gì gọi là căng thẳng ấy, nên mình không không ngạc nhiên cho lắm. Đáng lẽ phải nick chúng nick có xét đổi hủy diệt hay là nick 50 tỷ cơ thì mình ngon. Nhưng mà cái nick bông tai cũng bình thường, nhưng mà 20k mà được đổi một đấy được 1.000 ngọc ấy. Đây hiện tại trên shop. Alo alo shop, em quay lại lại rồi nè, em quay trúng 1k ngọc vòng quay. Cái này vòng quay gì nhở? Cái này là vòng quay gì ta? Từ. Cái này là vòng quay may mắn. Vòng quay may mắn bông tai. Tài khoản chắc là mình phải gửi tài khoản đấy mọi người. Mọi lần cũng toàn phải gửi tài khoản để check ấy.
Mình ngay rồi. Ở đây check check giúp em. Đấy. Mà vấn đề là bây giờ mình không có nick cơ anh em ạ. Chứ chúng bông tai thì lấy nick ở đâu để mua bông tai nhỉ anh em nhỉ? À nó bảo là chúng bông tai Burata hoặc à cái này chuyển ngọc xanh vào thôi, chắc là chuyển ngọc xanh vào nhá. Hiện tại thì để mình đi lấy nick đã anh em ạ. Ok ok thì mình quay trở lại rồi đây, mình vừa mới lấy được cái nick rồi anh em ạ. Nick này không có bông tai nhưng mà 1 tỷ sức mạnh này. Hiện tại thì admin kiểu như là sau mình lấy ngọc vào đây sau mình chuyển đi anh em ạ. Mình lấy ngọc vào đây sau mình chuyển đi sang nick của mình thôi. Nick của mình hiện tại đã bị mất rồi nhưng mà chắc là sau mình cày lại hành trình các thứ ấy thì mình cần ngọc ấy thì mình cứ lấy từ nick này sang nhá. Đấy. Hiện tại thì admin lại còn ra cái kiểu hơn 1 tỷ sức mạnh thì mới mua được đồ ký gửi ngọc cơ anh em ạ. Nên là mình đã lấy được đúng một cái nick 1 tỷ sức mạnh luôn. Đấy. Vừa mới đi tìm xong. Bạn đời mình ok, ok so bay. Cái này có tận 570 mấy quả xịn này nên là mình nghĩ là ra trúng phần trăm trúng rất là nhanh, rất là dễ. Nên là mình đã quay anh em ạ. Còn 180.000 này anh em muốn mình mua cái gì không? Anh muốn mình mua cái gì thì ở trên shop 7 sao này để thử vận may cho anh em xem ấy thì anh em cứ comment xuống bên dưới nhá để mình biết để mình có thể quay cho mọi người ấy. Đấy. À mà đây, chắc là nhân tiện đây thì mình sẽ mua cho mọi người một cái nick đi. Mình sẽ vào đây mình mua cho mọi người cái gì đấy để mọi người mình tặng cho mọi người đi. Chứ không có gì tặng cho mọi người hết trơn à. Chắc là mua cho mọi người cái nick đây này. Vào shop nha anh em, shop hiện tại thì giảm giá 30% mà mọi người. Mình sẽ kiếm cái nick nào đấy giá vừa phải thôi, nick có đệ skin đi. Nick có đệ skin nha anh em. Nick có đệ skin thì là nick 120.000 là rẻ nhất rồi anh em ạ. 120.000 là rẻ nhất rồi thì chắc là mình sẽ mua cho mọi người cái nick nào đó. Nó VIP một chút nhá. Mình đang tìm một cái nick, mình sẽ mua cho mọi người một nick 120.000 nhưng mà nó VIP một chút anh em ạ. Ở đây, nick này thì đệ tử. Đây, nick này có Atomic cấp 5 luôn anh em nhá. Ơi, nick bên kia có Atomic cấp 7 luôn kìa. À 170.000 thôi, mua nick này nha anh em. Mình sẽ mua cho mọi người nick này nhá, 120.000 cạc. Ok, mua luôn, tặng tặng mọi người chứ. Rồi, và đây là cái tài khoản nha mọi người. Tài khoản đã được check này. Check thông tin. Ok, được rồi đấy. Và sao lại không check được thông tin? Nó bị lag kìa mọi người. Nó bị lag. Sorry mọi người rất nhiều, nó bị lag. Đang check thông tin. Tại sao vậy? Lịch sử đã mua này. Ok, đây. Nó bị lag anh em ạ. Vào đây là được nhá. Tài khoản đây, fc.g@ảo.vv. Mật khẩu thì là 5gdg778 nhé anh em. Anh em có thể đổi nhá. Đấy, thì mình tặng cho mọi người cái nick này luôn. Mọi người có thể tự đổi mật khẩu nha. Ai xem cái đoạn này rồi thì đổi nhá. Đấy, cũng là trong cái thời gian đợi thì mình muốn tặng cho mọi người thôi. Đây, bạn muốn ngọc xanh xem mấy em muốn xem một ID đây, mình đọc ID luôn cho nhanh nhá anh em. Boyzipa nhá. Giao dịch ở đâu? Chắc là mình bay qua siêu thị luôn nha. Chạy bộ qua siêu thị luôn anh em ạ. Trong lúc đợi thì chạy bộ qua siêu thị luôn nha anh em. Tùng lục tre này. Nếu mọi người thấy thích cái clip này của mình cho mình xin một like đăng ký kênh nha anh em ơi. Giúp mình lên 15k sub sớm nhất nha anh em. Hiện tại là 14k2 rồi anh em ạ. Siêu thị này. Bạn có nhận, bạn muốn nhận ngọc xe mấy này? Mình thấy bạn trai chủ đúng rồi, chú bông tai này. Nhận ngọc 7 server này. Ok. Mình qua bên này rồi. Đây, đứng đây đợi đi. Lâu thế. Lâu vậy AD ơi. Nha anh em. Còn đi ăn cơm. Mình còn đang chuẩn bị đi ăn cơm nữa anh em ạ. Đợi admin đâu quá. Nào admin ơi. Bây giờ đợi khu thôi anh em ạ. Bây giờ đợi khu này. Lâu quá. Đấy thì bạn thông cảm vì mình cũng đang giao dịch cho mấy bạn chúng khác. Ok. Bạn qua siêu thị khu 13. Đây rồi. Khu 13. Đây. ID em là Boy Jim 3. Ui, bạn ký 1.000 một ngọc xanh luôn này. Cái này thì shop còn để cho anh em cả phí luôn anh em ạ. Shop còn cho anh em phí luôn kìa. Các nhỉ. Mà cái này mình để lúc nào mình nhận ngọc được không nhỉ anh em? Bây giờ mà mình cho vào đây ấy. Hay là thôi mình không nhận ngọc nữa nhỉ anh em nhỉ? Để lúc nào mà mình cần ấy thì mình mà thôi, cãi đi.
Tạo chiếc cho bạn 100 ngọc để bổ ok 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 em cảm ơn, ok em cảm ơn nhá. Em cảm ơn shop. Em sẽ ủng hộ. Hộ. Dài dài. Đấy. Lần nào mình cũng thế mọi người ạ. Rồi bây giờ ký 1100 ngọc nha anh em. Ký 1100 ngọc nhá. Ký 1100 ngọc này. Rồi. Xong. Bây giờ ngọc thì mình không mua bông tai đâu mọi người nhá. Tại vì là để ngọc đấy lúc nào mà mình cần ấy. Lúc nào mà mình cần thì mình mua nhá. Chứ bây giờ mà mua thì nick này mình cũng có chơi đâu mọi người. Để lúc nào mà mình khi mà mình lập hành trình ấy. Khi mà mình lập hành trình thì mình mua nhá mọi người. Chán quá mọi người ạ. Mình định để là để 1000 ngọc này để mua cái bông tai hoặc là mua những cái đồ ngọc các thứ cho nick cũ ấy. À nick hãy để chuẩn bị làm hành trình mới ấy. Nhưng mà mình chọn ngu rồi anh em ạ. Mình vừa mới đọc lại ấy, là phải xong cái nhiệm vụ tiêu diệt tiểu đội sát thủ này mới mua mới mua được đồ ký gửi ngọc cơ. Thế nó mới hãm anh em ạ. Thì thôi. Bây giờ lấy ngọc ra mua bông tai luôn nha anh em. Chứ biết làm thế nào được hả anh em ơi. Bây giờ để ngọc đây thì bây giờ phải làm nhiệm vụ xong nữa. Chắc là mình mua bông tai xong rồi đăng nick này lên shop bán luôn anh em ạ. Má mình không để ý kìa anh em. Bực thực sự ấy. Bây giờ mình mua nhá. Mua cái bông tai Porata này mọi người. Ok. Mua xong rồi đấy mọi người ạ. Ok ok. Và thì chắc là clip mình cũng kết thúc tại đây nha anh em. Biết làm thế nào được anh em ơi. Đấy, bonus cho anh em đoạn này nhá. Và cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu anh em thích clip này thì nhớ cho mình một like, đăng ký kênh và bấm một cái chuông để nhận được video mới nhất nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.